Như truyền hình Người đưa tin đã thông tin trong các bản tin trước, một cầu trục đang thi công tại dự án Giò Săn Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội bất ngờ đứt cáp khiến vật liệu xây dựng và dàn giáo đổ sập xuống làm ít nhất 2 người bị thương. Trong quá trình tác nghiệp, các phóng viên đã bị một số đối tượng lạ mặt có hành vi xua đuổi, đe dọa, cản trở và có những lời nói xúc phạm tới các phóng viên đang tác nghiệp. Người này tự nhận mình là người phía chủ đầu tư và đã có hành động cản trở, đe dọa phóng viên truyền hình Người đưa tin. Anh chào em. Số tư thì em đang đi đây, người dân đi đường nhé anh. Đi đường nhưng mà anh không đã đồng ý đâu mà được chụp ảnh. Một số đối tượng cố tình gây rối, làm các phóng viên phân tâm, tạo điều kiện cho một số đối tượng thực hiện hành vi móc túi. Cả hai phóng viên truyền hình Người đưa tin đều bị kẻ xấu móc túi, nhưng may mắn kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Một nữ phóng viên vừa rút tiền để trả nợ đã bị kẻ xấu móc mất 12 triệu đồng. Không trừ khả năng nhóm đối tượng tự xưng là người của chủ đầu tư và có sự câu kết bắt tay với nhau để thực hiện hành vi móc túi các phóng viên. Sáng ngày 22 tháng 8, phóng viên truyền hình Người đưa tin đã liên hệ với chủ đầu tư. Khi đến văn phòng Giò Săn Mễ Trì làm việc, phóng viên được một người là cán bộ của công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Thái Dương dẫn lên phòng làm việc. Theo quan sát của phóng viên, người này có nhận dạng trùng khớp với đối tượng đã đe dọa, lăng mạ, cản trở phóng viên khi tác nghiệp. Trong buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Sâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thái Dương đã thông tin về sự cố công trình xây dựng. Nói thật với các bạn là về mặt công ty không bao giờ có cái hành động mà cho đầu gấu bất cứ ai ra mà có những cái ngăn cản hoạt động của báo chí. Tuy nhiên có thể trong quá trình có nhiệm vụ của cán bộ được giao nhiệm vụ công tác bảo vệ công trường thì có những việc nhất tôi vừa nói với các bạn là khi mà xảy ra sự việc thì rất đông người tụ tập ở đấy. Cái thứ hai là cái nguy cơ mất an toàn ngay cái khu vực đấy nó cũng còn hiện hữu, chưa xác định rõ nguyên nhân là như thế nào thì sao. Anh em có thể họ ra còn yêu cầu của chúng ta không tụ tập ở khu đấy, còn tất nhiên có những cái lời lẽ mà nó không đúng mức thì cái này tôi cũng đề nghị thứ nhất thay mặt công ty có cái lời xin lỗi đến các bạn và tôi cũng sẽ cho cái hình thức tôi kiểm tra lại công ty mà sẽ hình thức có những hình thức và xử lý đối với các bạn này. Còn về việc có người tự nhận mình là người của chủ đầu tư gây cản trở phóng viên tác nghiệp thì ông Sâm khẳng định phía bên công ty không chỉ đạo. Chúng không bao giờ tôi khẳng định là việc không bao giờ có cái việc anh ban lãnh đạo chỉ đạo đầu gấu ra để cản trở tác nghiệp. Cái này thì tôi sẽ kiểm tra lại công ty và tôi sẽ yêu cầu cụ thể cái đồng chí này. Truyền hình Người đưa tin đã cung cấp ảnh những người cản trở, lăng mạ phóng viên tác nghiệp, đề nghị phía chủ đầu tư xác minh, trả lời trong thời gian sớm nhất. Trong trường hợp chủ đầu tư không thừa nhận, thì phóng viên sẽ đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong bản tin sau, truyền hình Người đưa tin sẽ chuyển tới các bạn những thông tin khá bất ngờ về những sai phạm tại dự án Giò Săn Mễ Trì.